Sách Thi Thiên chương 16. Đức Giê-hô-va là đấng ban phước và giải cứu. Đức Chúa Trời ơi, xin phù hộ con, vì con nương náu mình nơi Chúa. Con thưa với Đức Giê-hô-va rằng, Ngài là Chúa của con. Ngoài ra, con không có phước nào khác. Còn về người thánh trên đất này, họ là những người thật sự cao thượng mà con từng ái mộ, cùng những kẻ chạy theo các thần ngoại giáo, tự gây thêm đau đớn cho chính mình. Con sẽ không dùng huyết làm lễ quán cho chúng, cũng không xưng tên của chúng trên môi con. Đức Giê-hô-va là phần sản nghiệp và là cái chén của con. Ngài gìn giữ phần thuộc về con. Địa phận của con rơi nhầm đất tốt, con có được cơ nghiệp tuyệt vời. Con sẽ chúc tụng Đức Giê-hô-va là đấng khuyên bảo con. Ngay cả ban đêm, lương tâm con cũng nhắc nhở con. Con hằng để Đức Giê-hô-va đứng trước mặt con. Con sẽ chẳng hề bị rúng động vì Ngài ở bên phải con. Vì thế, lòng con vui vẻ, linh hồn con mừng rỡ, thân xác con cũng được an nghỉ. Vì Chúa sẽ không bỏ linh hồn con chốn âm phủ, cũng không để người trung tín của Ngài thấy nơi mộ phần. Chúa sẽ chỉ cho con biết con đường sự sống. Trước mặt Chúa có trọn niềm hoan lạc, bên phải Chúa có điều vui sướng vô cùng. Sách Ma-thi-ơ chương 16. Xin dấu lạ từ trời. Những người Pha-ri-si và Sa-đu-xê đến với Đức Chúa Giê-xu và thử Ngài bằng cách xin Ngài cho họ xem một dấu lạ từ trời. Nhưng Ngài đáp: Khi chiều tà, các ngươi bảo thời tiết sẽ tốt vì bầu trời đỏ. Còn vào sáng sớm, các ngươi bảo thời tiết mưa bão vì bầu trời đỏ và âm u. Các ngươi biết phân biệt rõ sắc trời mà không phân biệt được các thời triệu sao? Thế hệ gian ác dâm loạn này tìm kiếm một dấu lạ, nhưng sẽ không có một dấu lạ nào được ban cho họ ngoài dấu lạ của Jonah. Rồi Ngài bỏ họ mà đi. Men của người Pha-ri-si. Khi qua đến bờ bên kia, các môn đồ quên đem bánh theo. Đức Chúa Giê-xu phán với họ: Hãy thận trọng và đề phòng men của người Pha-ri-si và Sa-đu-xê. Các môn đồ bàn luận với nhau và nói: Tại vì chúng ta không đem theo bánh. Biết vậy nên Đức Chúa Giê-xu phán: Hỡi kẻ ít đức tin, sao các con lại bàn luận với nhau về việc các con không có bánh? Các con vẫn chưa hiểu sao? Các con không nhớ 5 cái bánh cho 5.000 người và các con thu được bao nhiêu giỏ bánh thừa? Hoặc 7 cái bánh cho 4.000 người và các con thu được bao nhiêu giỏ bánh thừa? Tại sao các con không biết rằng ta không muốn nói về bánh? Hãy đề phòng men của người Pha-ri-si và người Sa-đu-xê. Khi ấy, các môn đồ mới hiểu rằng Ngài không bảo đề phòng về men làm bánh, nhưng về sự dạy dỗ của người Pha-ri-si và người Sa-đu-xê. Sự tuyên xưng của Phi-e-rơ. Khi vào khu vực Cesare Philip, Đức Chúa Giê-xu hỏi các môn đồ rằng: Theo lời người ta nói thì con người là ai? Các môn đồ thưa: Một số người nói là Giăng Báp-tít, một số khác nói là Ê-li, một số khác nữa thì cho là Giê-rê-mi hay là một trong các nhà tiên tri. Ngài phán rằng: Còn các con thì nói ta là ai? Simon Phi-e-rơ thưa rằng: Thầy là Đấng Christ, con Đức Chúa Trời hằng sống. Đức Chúa Giê-xu phán với người: Hỡi Simon, con Jonah, phước cho con, vì không phải thịt và máu bày tỏ điều này cho con, mà là Cha ta ở trên trời. Còn ta bảo con rằng, con là Phi-e-rơ, ta sẽ xây hội thánh ta trên đá này, các cửa âm phủ không thắng được hội đó. Ta sẽ giao chìa khóa vương quốc thiên đàng cho con. Bất cứ điều gì con buộc dưới đất cũng sẽ bị buộc ở trên trời, và bất cứ điều gì con mở dưới đất cũng sẽ được mở ở trên trời. Rồi Ngài nghiêm cấm các môn đồ nói cho ai biết Ngài là Đấng Christ. Đức Chúa Giê-xu nói trước về sự chết và sống lại của Ngài. Từ lúc đó, Đức Chúa Giê-xu bắt đầu bày tỏ cho các môn đồ biết rằng Ngài phải đi đến thành Jerusalem, phải chịu nhiều đau khổ bởi các trưởng lão, các thầy tế lễ cả cùng các thầy thông giáo, và phải bị giết, đến ngày thứ ba phải sống lại. Phi-e-rơ đem Ngài riêng ra và trách rằng: Lạy Chúa, Đức Chúa Trời nào nỡ vậy? Việc này sẽ không xảy đến cho Chúa đâu. Nhưng Ngài quay lại phán với Phi-e-rơ:
Hỡi Satan, hãy lui ra đằng sau ta. Ngươi là một chướng ngại cho ta, vì ngươi chẳng nghĩ đến việc của Đức Chúa Trời mà chỉ nghĩ đến việc của loài người. Rồi Đức Chúa Giêsu phán với các môn đồ rằng: Nếu ai muốn theo ta thì phải từ bỏ chính mình, vác thập tự giá mình mà theo ta. Vì bất cứ ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai vì ta mà mất mạng sống thì sẽ tìm lại được. Nếu người nào được cả thế gian mà mất linh hồn mình thì có ích gì? Người ấy sẽ lấy gì mà đổi linh hồn mình lại? Vì con người sẽ đến trong vinh quang của cha mình cùng với các thiên sứ. Lúc ấy, Ngài sẽ ban thưởng cho từng người tùy việc họ làm. Thật ta bảo các con, một vài người đang đứng đây sẽ không chết trước khi thấy con người đến trong vương quốc của Ngài. Sách Amos chương 1. Sự phán xét của Đức Chúa Trời đối với Israel và các nước lân cận. Lời của Amos, một trong những chủ trại nuôi chiên ở Thekoa, nói về những điều mình thấy liên quan đến dân Israel dưới thời Osia, vua Juda, và dưới thời Jeroboam, con trai Joach, vua Israel, 2 năm trước khi động đất. Người nói, từ Sion, Đức Giê-hô-va gầm thét, từ Jerusalem, Ngài làm cho vang tiếng mình ra. Những đồng cỏ của kẻ chăn chiên sẽ thảm sầu, đỉnh núi Cạc-mên sẽ khô héo. Lời tiên tri về án phạt dành cho Đa-mách, Gaza, Tyre, người Edom và người Amon. Đức Giê-hô-va phán, vì tội ác của Đa-mách chồng chất thêm tội ác, nên ta không rút lại án phạt khỏi nó. Vì nó đã lấy dụng cụ đập lúa bằng sắt mà đập Gala-át, ta sẽ sai lửa đến trên nhà Hazael để thiêu hủy các đền đài của Ben-Hadad. Ta sẽ bẻ gãy then cửa thành Đa-mách. Ta sẽ hủy diệt cư dân khỏi trũng Aven và kẻ cầm cây trượng khỏi Beth-Eden. Còn dân chúng Aram sẽ bị lưu đày qua Kir-rơ. Đức Giê-hô-va phán vậy. Đức Giê-hô-va phán, vì tội ác của Gaza chồng chất thêm tội ác, nên ta không rút lại án phạt khỏi nó. Vì nó đã bắt toàn bộ dân chúng đi đày và nộp cho Edom. Ta sẽ sai lửa đến trên vách thành Gaza để thiêu hủy tất cả đền đài của nó. Ta sẽ giết dân cư khỏi Ách-đốt và kẻ cầm trượng khỏi Ách-ca-lôn. Ta sẽ trở tay chống lại Ekron và phần sót lại của người Philistin sẽ chết. Chúa Giê-hô-va phán vậy. Đức Giê-hô-va phán, vì tội ác của Tyre chồng chất thêm tội ác, nên ta không rút lại án phạt khỏi nó. Vì chúng đã nộp cả dân chúng cho Edom, chẳng hề nhớ đến lời giao ước với anh em. Ta sẽ sai lửa đến trên vách thành Tyre. Lửa sẽ thiêu hủy những đồn lũy của nó. Đức Giê-hô-va phán, vì tội ác của Edom chồng chất thêm tội ác, nên ta không rút lại án phạt khỏi nó. Vì nó đã dùng gươm đuổi theo anh em mình, không chút xót thương. Nó cứ giữ cơn giận mãi mãi và nuôi thịnh nộ đến đời đời. Ta sẽ sai lửa đến trên Thê-man. Lửa sẽ thiêu hủy những đồn lũy của Bốc-ra. Đức Giê-hô-va phán, vì tội ác của con cái Amon chồng chất thêm tội ác, nên ta sẽ không rút lại án phạt khỏi nó. Vì chúng đã mổ bụng phụ nữ mang thai của Gala-át để mở rộng biên cương mình. Ta sẽ châm lửa đốt vách thành Rabba. Lửa sẽ thiêu hủy những đồn lũy của nó. Giữa tiếng kêu la trong ngày chiến trận, giữa cơn gió lốc trong lúc phong ba, vua và các quan chức của chúng sẽ cùng nhau bị lưu đày. Đức Giê-hô-va phán vậy. Sách Amos chương 2. Lời tiên tri về án phạt dành cho Mô-áp. Đức Giê-hô-va phán, vì tội ác của Mô-áp chồng chất thêm tội ác, nên ta không rút lại án phạt khỏi nó. Vì nó đã đốt hài cốt của vua Edom thành ra vôi. Ta sẽ sai lửa đến trên Mô-áp. Lửa sẽ thiêu hủy các đồn lũy của Keriyot. Mô-áp sẽ chết trong cơn náo loạn, giữa tiếng kêu la và tiếng thổi kèn. Ta sẽ diệt người cai trị khỏi nó và giết tất cả các quan chức cùng với hắn. Đức Giê-hô-va phán vậy. Lời tiên tri về án phạt dành cho Giu-đa. Đức Giê-hô-va phán, vì tội ác của Giu-đa chồng chất thêm tội ác, nên ta không rút lại án phạt khỏi nó. Vì chúng đã bỏ luật pháp của Đức Giê-hô-va và không vâng theo luật lệ Ngài, nhưng bị những điều lừa dối làm cho lầm lạc, đi theo con đường của tổ phụ chúng.
ta sẽ sai lửa đến trên Giu-đa, lửa sẽ thiêu hủy những đồn lũy của Giê-ru-sa-lem. Lời tiên tri về án phạt dành cho Israel. Đức Giê-hô-va phán: vì tội ác của Israel chồng chất thêm tội ác, nên ta không rút lại án phạt khỏi nó. Vì chúng đã bán người công chính để lấy bạc, bán kẻ nghèo để lấy một đôi dép. Chúng đạp đầu kẻ nghèo khó xuống tận bùn đen và làm sai lệch đường lối của người nhu mì. Con và cha cùng đến với một cô gái và như vậy làm cho ô danh thánh ta. Chúng nằm gần mỗi bàn thờ, trên những áo quần mà chúng đã lấy làm của cầm, và uống rượu của những kẻ bị chúng phạt trong miếu tà thần của chúng. Dù vậy, chính ta đã hủy diệt người Amorit trước mặt chúng, là giống người cao như cây bá hương và mạnh như cây sòi. Ta đã diệt trái nó trên cành và rễ nó dưới đất. Ta đã đem các ngươi ra khỏi xứ Ai Cập và dẫn các ngươi trong hoang mạc trải 40 năm để các ngươi chiếm đất của người Amorit làm sản nghiệp. Ta đã dấy các nhà tiên tri lên giữa các con trai các ngươi và dấy những người Nasire lên giữa những thanh niên của các ngươi. Hỡi con cái Israel, không phải đó là sự thật sao? Đức Giê-hô-va phán vậy. Nhưng các người đã cho các người Nasire uống rượu và cấm các nhà tiên tri rằng: chớ nói tiên tri. Này, ta sẽ đè bẹp các ngươi trong chỗ người ở, như cái xe bị đè bẹp bởi những bó lúa. Người nhanh nhẹn sẽ không thể trốn được, người mạnh mẽ sẽ không thể giữ được sức mạnh mình, và người bạo dạn sẽ chẳng cứu được mạng sống mình. Kẻ dư cung sẽ chẳng đứng vững được, người có chân lẹ làng sẽ chẳng lánh khỏi được. Người cưỡi ngựa sẽ không thể cứu mình được, và kẻ can đảm nhất trong những dũng sĩ sẽ cởi trần mà trốn chạy trong ngày đó. Đức Giê-hô-va phán vậy.